ngày hôm nay thì nhân dịp 25 người thì Phương Nga rất là vui vì được chào đón chị ở showroom của thời trang Phương Nga. Ngày hôm nay thì công ty Phương Nga có một chương trình, một phần đặc biệt là mong muốn được chiên những khách hàng trong thời gian qua đã có sự lưu luyến, tin tưởng và rất là nhiều sản phẩm. Cho nên là ngày hôm nay cháu cũng có một món quà riêng của cháu. Một món quà riêng của cháu để cháu tặng cô. Và đây là món quà của cháu Huynh. Và cảm ơn nhiều. Bạn có một quà đây, bạn xem đi. Một lần nữa thì chúng ta cô sẽ tặng quà. Một lần nữa cô mở quà nhé. Bản thân em thì là thực hiện trách nhiệm công việc ở công ty, là thay mặt cho lãnh đạo công ty để đi cảm gửi lời cảm ơn nói chung tới những tất cả khách hàng và những khách hàng đặc biệt giống như là chị. Thì nhưng mà em thấy là mình cũng rất là vui, may mắn và hạnh phúc bởi vì là được nói chuyện với chị một cái nụ cười rất là thoải mái, rất là vui tươi, và được nghe chị chia sẻ những cái điều mà tốt đẹp về sản phẩm của Fiona, về những con người mà đang làm việc ở Fiona. Thì em nghĩ rằng là đấy thực sự là cái động lực rất là lớn để cho bản thân em cũng làm việc tốt hơn và mong muốn cống hiến nhiều hơn cho Fiona, và từ đó thì Fiona sẽ tìm được cho khách hàng tốt hơn. Thì thôi, có lẽ rằng là cái thời gian của chị chắc là buổi chiều và buổi tối ngày hôm nay chị sẽ phải dành cho gia đình, dành cho ông xã. Dạ vâng, đấy. Thế cho nên là bây giờ thì một lần nữa thì em rất là cảm ơn chị và chúc cho chị ngày 20 tháng 10 thật là tuyệt vời. Và bây giờ thì các bạn và những người bạn thân thiết của chị ở Fiona sẽ giúp chị tìm được một sản phẩm để sau đó chị có thể trở về nhà được không ạ? Và một lần nữa thì em chúc mừng chị. Cảm ơn nhé.